Rồi bắt lại luôn luôn hả? Dạ cảm ơn. Trời ơi, cả nhà mình thấy đối với bác 300 ngàn là cả một tài sản đó cả nhà ơi. Bác khóc luôn rồi cả nhà. Rồi thấy bác khóc rồi, chân thêm khóc theo luôn cả nhà ơi. Thấy thương chưa? Mừng quá trời mừng rồi. Kim cúc bò một ngày đã có cái này. Mến chào cả nhà. Cả nhà mình ở nơi đây có một người đàn ông sống tại dưới một gốc cây điều. Hoàn cảnh của người đàn ông này bên trên lê thang được bà con nơi đây chia sẻ rằng là bác ấy bị con cái của bác ấy xua đuổi, nên bác ấy phải ra một gốc cây điều để che một cái tấm tôn sinh sống cả nhà. Nghe nói đâu là vợ của bác ấy mất rồi, từ khi vợ của bác ấy mất xuống thì con cái không có thương yêu cả nhà mình. Hôm nay được chuyên thang tìm đến đây để đặng tìm hiểu có thể là giúp được cho bác ấy cái gì thì được chuyên thang sẽ cố gắng hết sức nha cả nhà. Câu chuyện thật hư như thế nào thì mời cả nhà mình hãy đồng hành cùng với được chuyên thang hết tập video này để tìm hiểu. Bác ấy đang ngủ cả nhà. Để cho thang sẽ đánh thức bác ấy để xem phản ứng của bác ấy như thế nào nha cả nhà. Muốn cuộc sống mà sống với cái điều này nó rất là khó khăn. Ở đây có những trái xoài cả nhà mình. Bác ơi, có lẽ là bác ấy nhặt con bò để bán kiếm sống cả nhà. Phải nói rất là tội và là thương luôn cả nhà mình ơi. Chào bác. Bác Bác đang ngủ hả bác? Con làm phiền bác chút xíu nha bác. Bác sống ở đây hả bác? làm gì vậy? Bác ăn gì chưa? Cơm ăn con cắt con gì vậy? Cơm con. Bác cho con làm quen nha bác nha. Bác đừng có ngại, đừng có sợ nha. Con là người tốt, không phải là người xấu nha bác nha. Bác đừng có sợ lo lắng nha bác. Dạ, tại vì con được một người chị chia sẻ rằng là cuộc sống của bác rất là khó khăn, nên là con tìm tới đây để tặng gạo cho bác. Bác còn gạo ăn không bác? Cho con gái đây như xin bị bà không có rần rần người nó chồng lo thì chồng lo có gia đình rồi. Bác có thể là mặc áo vào được không bác? Cả nhà mình sống ở đây sao sống cả nhà. Nhìn cơm của bác ăn này, như là bị ô thiêu rồi. Bác ơi, trước tiên thì con xin phép bác là hỏi tên của bác nha. Bác cho con biết tên bác đi bác. Dạ Bác tên gì bác? tình cha mà lại liệt Bác là người đồng bào Rắc Lây hả bác? dạ mà rất lại đây nè cha con nè Dạ. Bác sống ở đây lâu chưa bác?
Trước đây là mình sống ở đây này, rễ mình cũ từ cha mẹ mình đi lại nè, cha mẹ mình chết hết rồi. Dạ, vậy là cái miếng đất nhỏ nhỏ này là của bác hả? Dạ. Cuộc sống của bác như thế nào mà ra nông nỗi này vậy bác? Con thứ hai đó vợ cũng chết rồi, mình ở một mình thì thôi, như làng xóm giúp đỡ mình thôi. Có phải là con cái của bác là không yêu thương bác, xua đuổi bác ra đây Đâu không bác? con cái đâu nữa, con cái cũng chết rồi, ba đứa con trai, một đứa con gái chết, mẹ nó chết trước rồi, nó chết từ từ chết sau, Lý do tại sao mà mất hết do vậy bác? bệnh đó, bệnh nghề nghiệp đi bệnh viện mấy lần, bệnh viện chở không nổi. Vậy mà cũng được người quen trong làng Dạ. chia sẻ rằng là khi mà vợ của bác mất xuống thì con cái của bác là không yêu thương bác. Nhờ là làng xóm giúp đỡ. Vậy là sự thật là bác không có nhà cửa gì cả, là vợ của bác mất rồi, Mở mắt con cái cũng mất luôn, cũng mất hết luôn. là bệnh mất hay là như thế nào vậy Cái bác? bệnh nghề nghiệp đó, Bệnh nghề nghiệp. bệnh nghề nghiệp mình thường thường mình bệnh đó. Dạ, vợ của bác mất lâu chưa? Lâu rồi, cách đây 2 năm rồi. Rồi con của bác mất lâu chưa? Con mất trước rồi, 3 4 năm rồi, Là ba người con là mất hết luôn. mất hết luôn. Lúc con của bác mất là con của bác bao nhiêu tuổi bác? Con bác hả? Dạ. Con đâu là sinh năm 80. Sinh năm 80 là mất thời điểm nào bác? Lâu chưa? À, nó mất năm 80. Hai nó là 84. Là con đầu. Còn Vậy đâu? con thứ hai mất Con thứ cũng... hai là mất năm là 86. Dạ, là mất lúc nhỏ. Lúc nhỏ. Con thứ ba là con gái. Mới mất được sau, cách đó là 2 năm sau mất, 2 năm sau, 3 năm sau mất, Vậy là sự thật không phải là con cái xua đuổi mà là con cái mất hết. mất hết. Rồi bác Ông mà lang thang sống ớ bụi sống bợ. dạ Bác sống bụi ở sống bờ này lâu chưa bác? sống đây gần 2 3 năm nay rồi. 2 3 năm rồi. Trước kia là bác ở đâu bác? Trước đây cũng ở đây này, vùng đất của mình ngày xưa nè. Bác không có nhà cửa gì hết đâu bác. Nhà thì mình xin cái tấm tôn để nắng gió này. Vậy là bác sống lang thang ở đây là mấy năm rồi? Khoảng năm thang này 3 4 năm rồi. Nhà bởi bà này, canh cơ, rau cơ, không có gì hết. Bác ở đây thì thường ngày bác làm công việc gì để kiếm tiền mua gạo bác? Đi kiếm cốc bò nè. Đó, con bò nó kiếm cốc bò. Đi nhặt thông bò. Nó phun bò. Có một bò thì đưa 1 lon 2 lon gạo. Nó có gì hết. Khổ. Không có nhà cửa, không có gì hết hả bác? Nó có nhà cửa đâu nè. Mấy cái tấm tình tấm bỏ thì tình. Bác không có anh em chị em gì hả bác? Không có. Bây giờ là bác mồ côi luôn hả bác? Anh là chết hết rồi, ông anh nè, 2 3 4 ông anh trai Là mất hết rồi. mất hết, mất cha mất mẹ mất hết, mình lấy vợ là cũng vợ cũng chết, con cái cũng chết luôn, Trời ơi. Sao khổ dữ đâu bác? có dòng họ đâu, hết dòng họ rồi. Bác sống ở đây rồi, nước đâu rồi bác uống bác? Nãy nước suối nè, nước suối này tám nè, mình đi múc nè, cũng không qua nữa. Rồi con thấy bác ăn uống vậy rồi. Con ốc này bác ở đâu vậy? Bắt cái dưới suối nè. Con thấy nó hư rồi, bác ơi thiêu rồi. Rồi đâu mình nấu nữa. Ốc này bác nấu mấy ngày rồi? Đâu nấu sáng là lửa còn nó đó. Vậy là bác có một cái xô này thôi hả bác? À có một cái xong nó có gì đó, cái tô này mình cũng không có gì nấu canh này, mình nấu bằng cái tô này. Cả nhà mình thấy thương chưa cả nhà, có một cái son với lại một cái tô với lại một cái thau thôi. Rồi bác ăn cơm với muối hả? Dạ. Trời ơi sao cũng thấy bác sống ở đây sao cũng thấy khó khăn quá à bác. Dạ. Có biết chỗ nào đâu mà tìm.
Rồi tháng mưa rồi sao sống bác? Ngồi đây thôi chứ. Ngồi chạy dưới cầu nè. Lấp dưới cầu. À, vậy là trời mưa là bác chạy xuống cầu bằng núp. Dạ, xuống cầu nè, núp. Dạ. Mưa gió. Còn mà không mưa là bác ở trên đây. À, nằm đây thôi. Sao thương quá cả nhà ơi. Bác già cả rồi mà bác ở dưới một cái gốc cây điều này cả nhà mình. Che một cái tấm tôn nè. Có một cái võng thôi. Là tối nào bác cũng nằm võng bác ngủ rồi hả bác? À, nằm đây chứ đâu. Điện này đâu có. Túi mò. Đồ đạc cũng không có luôn hả bác? Đồ đâu mà đồ. Cái này đâu có đồ gì đâu ra. Trời ơi, những cái bao ly của bác à, cũ kỹ hết rồi. Có cái bao để bác đem theo bác nhập con bò hả? Dạ. Chứ không có đồ mặc luôn hả bác? Đồ gì đồ đây nè. Bác có mấy cái quần? Không có. Trời cái gì đâu. Đây cũng là cái bao nẻ. Bao bị kim cốc bò nữa. Trời ơi, thấy thương vậy bác. Rồi một ngày bác nhặt phân bò được mấy bao? Nó đi kim hồi sáng nè rồi nó bao đó. Một thì bao bác bán bao nhiêu tiền bác? Bao lớn á thì được 15 ngàn, bao đi được 7-8 ngàn. Một ngày trung bình bác kiếm được bao nhiêu tiền? Một ngày được một bao đây là bao nhiêu đó, 7-8 ngàn thôi. Rồi có đủ mua gạo không bác? Đủ mua gạo thì gầm 1 ký là 15 ngàn. Rồi bác có mua cá hay là mua thịt đồ ăn không bác? Cá gì luộc cá tiền đâu gạo không có ăn là đến cá thịt áo quần có mặc ăn bậy bạ. Ăn cơm không với lại mì tôm hả bác? Ăn cơm không với này nè muối nè. Trời ơi sao nghe qua thương vậy? Cơm đây là đi kiếm cái bò hôm qua nè. Cái đó hư thiêu rồi bác không muốn ăn rồi. Cũng ăn hả? Bỏ đó. Bỏ rồi. Cả nhà mình nhìn hình ảnh của bác, cả nhà mình thấy thương không cả nhà? Quần áo không có mặc, ăn uống không có ăn. Gia đình thì không còn nữa. Mất hết. Bác năm nay bác bao nhiêu tuổi rồi bác? Đi chờ nào ngày chết, mình sinh năm 2. Sinh năm 1952. Dạ. Khổ quá bác ha. Cũng là một kiếp người mà tại sao khổ dữ rồi bác? Biết gì, do trời. Trời không cho mình ăn, trời làm quay mình xấu. Trước kia bác có nghề nghiệp gì không bác? Không có. Từ nhỏ đến lớn bây giờ không có gì. Cũng thấy bác sống vậy sao sống bác? Bây giờ con mắt mình tươi thì mất một cái này nè. Còn thôi là con cái bên đây thôi, cái bị mất mà. Mắt bên phải là mờ rồi hả bác? Mờ gì tôi luôn nè, một con mắt này nè. Và cái này đều có thấy rồi nè, đâu có thấy cái gì đâu nè. Dạ. Ôi, thấy thương quá cả nhà mình ơi. Hàng ngày là bác đi nhặt phân bò thôi. Nhặt phân bò. Ngồi cái công việc nhặt phân bò ra, bác còn làm công việc nào khác không bác? Không có. Chỉ chờ mưa thì cầm cái cuốc với cây ní thôi. Chờ mưa là bắt cầm cái cuốc với cây ní, bắt cuốc đất, bắt trồng bắp hả? Trồng bắp, đi xin bà con người này cho một trái gì cho một trái, xin, cũng làm. Dạ, mình không có giống bắp là mình đi xin mỗi người đi, trái. Đi xin, thường được cho tại mình tội quá. Rồi bác già cả rồi, bác có sức làm không? Làm ở đây bơi bài. Khế mình làm, ốm nhắc thì thôi, nghỉ. Sao khổ dữ bác? Biết gì do trời. Trời cho mình dễ thôi. Trời ơi, nhìn bác này cả nhà mình. Ban đêm ngủ đây có lạnh không bác? Lạnh chùm lửa. Chùm lửa để tiếp củi. Bác không có mền đắp luôn hả? Mình đâu có mền đâu. Rồi đêm ngủ đây có muỗi không bác? Lấy cái này đắp thử chứ. Bao mình bị lụm một quà rồi. Rồi nghe bác nói thấy thường vô cả nhà. Lấy cái bao đây nè đắp. À lấy cái bao tùm lại. Trời ơi thương quá.
Ngủ ở đây có muỗi không bác? Có mũi chứ mà chùm lửa. Chùm lửa lấy khói Lấy cho khói, đỡ muỗi. đỡ mũi. Thấy thương quá cả nhà ơi. Rồi bác ăn chưa chưa bác? Ăn rồi, cơm thiêu quá thì ăn nổi đâu. Cơm thiêu ăn không nổi. Rồi bác còn gạo không? Giờ còn một ít trong này Đâu bác nè. lấy cho con xem được không bác? Nè, giờ còn một ít nè. Giờ đi mua cái bọn quan kia nè. Nè. Trời ơi, thấy xót xa chưa, bắt gói gạo trong Nè. một cái miếng vải cả nhà ơi. Nè. Nè. Tài sản của bác là còn nhiêu gạo đó đó hả bác? Tại sao đâu có bắp có đủ đâu mấy cái con bò nè Hôm qua mấy nhà cướp bò bán mua bắp gạo đó hả bác? mua gạo đó Trời ơi, thấy thương quá cả nhà ơi. cũng khổ Bác khổ lắm hả bác? khổ chứ thì chỉ chờ ngày chết thôi chứ Rồi lỡ sau này bác mất xuống rồi ai sẽ... không biết làm sao nên sự thôi nên sự ấy đó là nó chung con thôi đi chó Bác ơi. mèo con là để chó mèo nó Trời ơi, bác nói sao thấy tội vậy? Thấy thương quá lụm vậy? Bác khóc hả? nó ăn tưởng có cha mẹ nữa Trời ơi, bác khóc cả nhà ơi, bác xúc động bác khóc kìa. Gia đình không có luôn hả bác? không có nữa Bác có nói thiệt nói không? thiệt không có hộ bà con gì nữa Không có con cháu luôn hả bác? con nói rồi nãy là chết hết rồi chứ còn sống mình là biết chừng nào chờ ngày chết cho chó cho mèo nó chia sẻ Rồi nghe bác nói mà thấy xót xa không cả nhà? Mà nhìn cái khuôn mặt của bác phải nói rất là hiền hậu luôn cả nhà mình ơi. dùng măng mình nó bị tưới mất một cái luôn Bác ơi, bác có cần sự giúp đỡ như thế nào? Bác nói con ơi, con giúp đỡ cho bác. Được cái gì thì con sẽ giúp. Bác mong muốn để điều gì? mong muốn giúp áo quần mặc hay là gạo thóc ăn Bác mong muốn là có quần có áo mặc. dạ Và có gạo muốn ăn. có gạo ăn mình già rồi không biết đi đâu đâu mình nằm tại đây Bác ở đây mấy năm rồi, có ai tới đây cho gạo cho tiền bác không? nhờ mấy cái đoàn mới đi đường này nè nó nhìn xuống thì thấy mấy cái ông nào mà nó hay thương nó liếng nó kêu lên đó Người ta đi ngang qua cái tuyến đường này thì ở thấy bác ở dưới đây thì người ta thương, người ta kêu lên cái cho quà, cho dạ tiền hả? dạ có tiền thì cho tiền ít đồng nào đó có người 50 người 100 người thương người không thương tôi chứ Dạ. đâu có dám đi xin đâu như người dưới đồng bằng á lại nó đi ăn xin lại không dám đâu Bác khóc hả bác? Trời ơi, sao nhìn bác khóc con thấy thương bác quá vậy? Thường ngày là bác ăn những cái món ăn gì bác? món gì ăn bị bà để thuê Ăn mắm muối vậy đó, mì tôm vậy đó hả? mì tôm có ăn muối lá cây rừng mình ăn được mình Ăn lá cây rừng nữa hả bác? ăn cái rừng đó làm nguyên nấu canh nhưng mà những cây mà ăn được lá là ăn được Bác có thèm cá tươi với thịt heo không? thêm cái tiền thịt heo không có tiền Bao nhiêu lâu rồi bác chưa được ăn cá tươi với thịt không heo? kiếm được cũng có bò thì mua được con hai con cá khô Cả nhà nghĩ sao về cái hoàn cảnh của bác cả nhà? Ở như thế này thì sẽ làm sao mà ở? Nghe bác chia sẻ và nói rất là thương luôn. Rồi lúc ốm đau bệnh tật rồi ai sẽ giúp đỡ cho bác bác? chết thì chết ai giúp Bây giờ con nói bác như thế này nè. Bác có mong muốn rằng là mình có tiền mua vài tấm tôn để mình che một cái căn chòi nho nhỏ để mình che nắng che mưa không bác? đó mình xin mấy cái tấm bà con cái cho này 2 miếng này mình căng bề bả này mưa gió mình xuống dưới cầu này ngồi Nghe bác nói mà thấy thương quá cả nhà, mưa gió thì xuống dưới dưới cầu gầm nữa cầu ở.
Ngày mai á, con sẽ mua tôn đem tới làm cho bác một cái ngôi nhà nhỏ nhỏ nha. Còn Bác chịu không bác? chịu mang có tiền Con sẽ đứng ra làm nhà cho bác nha. không có tiền bạc làm nhà đó không có gần ăn. Ôi thế thương quá, cái nhà chắc có lẽ là đôi chân leo thang, ngày mai sẽ mua tôn đem tới và nhờ người làm cho bác một cái căn chòi tiền chế nhỏ nhỏ cả nhà. Chứ thấy bác vậy thấy thương quá cả nhà. Bác ơi, ngày mai á con mua tôn con đem tới, con nhờ người làm cho bác á một cái ngôi nhà tiền chế nhỏ nhỏ để cho bác ở nha, bác chịu không? Dạ, chiếu mà tại mình không có tiền đưa Con nè. tặng cho bác. Bác không Đó. cần phải đưa tiền cho con. Dạ, để cảm ơn. Tại vì á con thương cái hoàn cảnh của bác. Dạ. Không vợ, không con, không nhà, không cửa. Dạ. Sống bụi, sống bờ như thế này thì phải nói á, rất là thương luôn. Cả nhà mình khi mà tiếp xúc với bác á, bác nói là bác không có cái gì ăn, chỉ ăn muối thôi. Đó. Nghe qua rất là thương luôn. Không biết là bác lớn tuổi bác có lẫn không, nhưng mà nghe bác nói thì rất là thương. Tại vì con biết đến cái hoàn cảnh của bác đó, nên con đến đây để đặng con tìm hiểu Dạ. có phải là sự thật là hoàn cảnh của bác như thế đó không, để con giúp đỡ cho bác là có gạo, có tôn để làm một cái ngôi nhà nho nhỏ để ở. Chứ con thấy bác ở một dưới một gốc cây điều này phải nói rất là thương, đêm mũi chích rồi gió Đúng. máy nữa, lỡ đêm hôm có chuyện gì rồi không biết là ai giúp đỡ luôn. Không có mong màng nữa. Có. Mọi thấy thương quá cả nhà mình. Cả nhà mình cũng đã thấy rồi đó, những cái món ăn của bác nè. Sống dưới một cái gốc cây mít này cả nhà mình. Ở đây thì có mấy cái trái xoài này, bác đỡ nè. Xoài này bác lụm ở đâu bác? Nó lụm xoay gì kìa, xoay đất của người ta nè. Cái xoài nó rụng xuống rồi bác lụm đó hả? Dạ. Không biết trong đây có gì không? Cái lưới. Đại lưới Lưới này bác đánh cá hả? mà. Dạ, con cá với suối nè, Trời ơi, ở vậy sao mà ở? Thì đi chơi lên thang thấy có chiếc xe đạp là của bác nè. cá. Chiếc xe đạp này là bác thường ngày đi nhặt phân bò nè hả bác? Dạ. Đây ba phân bò nè cả nhà. Thấy bác bó gạo trong cái áo á, thấy thương quá cả nhà ơi. Rồi hôm nay con đến đây thì con cũng đã hiểu về cái hoàn cảnh của bác rồi. Thì được bác chia sẻ là con mong rằng là con có duyên với bác ha. Và đó nha, ngày mai con sẽ qua trở lại ha bác ha. Thì trước mắt thì thấy cái hoàn cảnh của bác khó khăn, con sẽ tặng cho bác gạo và cá và mùng nha chú bác nha, mùng mền. Cả nhà mình lúc nãy giờ ngồi trò chuyện với bác á, thì đôi chân leo thang cảm nhận được là cái hoàn cảnh của bác rất là đáng thương luôn cả nhà. Phải nói cuộc sống của bác sống ở dưới một cái cây điều như thế này thì không bao giờ có thể nào mà sống được hết. Vì bác nói là bác cầu mong chờ ngày mất thôi, chứ sống trên đời này khổ quá, không vợ không con, không nhà không cửa. Tháng mưa là bác chia sẻ là bác xuống cái gầm cầu á, bác núp mưa bác ngủ dưới đó. Đi cầu này. Còn tháng nắng á, là bác lên trên đây. Bây giờ là bác đang trông chờ là mưa để cho bác là xin đi xin bắp bác chồng. Bác đừng có dạ con. Con là đáng tuổi con cháu của bác thôi. Bác ừ được rồi. Lại phép Bác là người đồng bào rất lây nha cả nhà mình. Ở sao con thấy bác con thương quá. Ngày mai đây á, là con mua tôn tới. Con làm cho bác một cái ngôi nhà nhỏ nhỏ nha. Mình làm tạm cái ngôi nhà để mình che nắng che mưa nha bác nha. Chứ sắp còn tới tháng mưa rồi. là mình nằm dưới cầu đó. Vậy là đất ở đây là của cha mẹ bác để lại cho bác. Để lại miệng cha mình mất rồi. Dạ bây giờ là đất này là cất được không bác? Cất nhà được Dạ, không? được. Nếu mà con mua tôn tới con cất nhà cho bác thì có ai tới đây làm khó làm dễ không? Không, rồi ai là mình ta thương mình chứ. Cái này phải tìm hiểu lại cả nhà. Để trước tiên thì tôi chơi thang sẽ tặng cho bác những cái món quà tình thương nha cả nhà. Thì hôm nay cũng đến thăm bác cũng có mang theo là 20 kg gạo. 20 kg gạo. Với lại là
Cá khô nha bác nha. Dạ. Cái này là cá cơm khô. Rồi bác có thể là nấu canh, Dạ. kho hay là chiên, mình ăn cơm nha bác nha. Dạ. Rồi bác cầm bác đỡ bên đó giùm con ơi. Này là 1 ký cá. Hôm nay là đội chơi lên thang mang theo 3 ký ra nha. Chắc có lẽ là tặng cho bác hết 3 ký và hướng dẫn cho bác ăn không hết ra thì có thể là phơi nha bác nha. Dạ, Mình lấy cái. phơi để gì nó thiêu, nó thối, nó Dạ đúng ươm. rồi. Bác lấy cái bao nãy, bác cắt Dạ. ra xong bác phơi đem lên mái nhà này nè, bác phơi nha. Dạ. 2 ký. 3 ký. Rồi bác đỡ qua bên kia bác. Rồi, như bác nói mà ăn tôm với muối thấy thảm thương quá căn à. Cảm ơn. Đây là 2 chai mắm của cô Nhi ở Bình Thuận cả nhà mình. Con tặng cho bác 2 chai mắm nha. Thường ngày là bác ăn muối không chứ không có mắm ăn hả bác? Dạ ông muốn sao nó dù mắm nè rất cảm ơn rồi ăn mấy tháng Dạ. Rồi bác đỡ qua nói giùm con đi. rồi. Con tặng cho bác 1 cái mùng nha. Dạ làm ăn đâu phải mũi nó cứ đắp mình Tối mũi chích nhiều quá. đâu mũi mũi nhiều chứ trong rừng này mà Dạ. mưa nắng thì cũng đỡ nhất mưa mưa là mũi nhiều. Dạ. Tặng cho bác cái mùng ha. Tặng cho bác 1 cái mền. Bác nghe bác nói là lại cắt cái bao đây ra cả Là chắc nhà. cái bao này năm Để đắp nè. Thấy thương lạnh chưa? là lấy cái bao đắp. Tối nay lấy mền để đắp cho bác nha. Hồi lạnh nha. Và đây là cũng có 1 cái mền dày nữa nè. Để khi nào con làm nhà cho bác xong á thì con sẽ tặng cho bác thêm những cái vật dụng như là son quánh chén bát nha bác nha. Bác cố cố gắng lên nha. Rồi tặng cho bác 1 cái gối nha. Cảm ơn. Rồi kê. Gối với mùng á, với mền á, là của sư cô nha cả nhà mình. Đây là khẩu trang cũng của sư cô nè. Ở trong đây á, là cũng có là 40 cái khẩu trang nha bác nha. Bác có đi nhặt con bò là bác nhớ bịch lại. Rồi, được lại thêm buổi. Dạ đúng rồi, vậy lại mình ngăn ngừa bệnh thôi bác ha. Bác nhớ bịch nha. Rồi bác dạ không à, bác đừng có dạ con. Dạ chứ ta chồng mình thế này mình biết có thương Dạ con là con tổn thọ chứ. con á. Con đáng tuổi con cháu của bác mà. Rồi này bác xúc động bác khóc thấy thương cả nhà. Bác có mong muốn rằng là mình có 1 cái đèn năng lượng mặt trời để mình thắp sáng ban đêm không bác? Đây có đèn đâu đây có năng lượng là càng tốt hơn cho nó đâu mà bằng đêm mình đỡ buồn hơn một chút. Ở đây á, là có những cái ngôi nhà của người đồng bào gốc Lai cả nhà, họ trồng điều á. Mà ban đêm á, là họ về dưới làng họ ở. Ở nãy như trong Dạ. điều Còn bác này bác đó ở đây không mình cái nhà thấy thương quá. Đây con tặng cho bác 1 cái đèn năng lượng mặt trời nè. Bây giờ con sẽ bắt tạm lên cho bác nha. Để tối nay bác có bác lấy ánh sáng bác treo mùng. Bác ăn cơm. Cũng mai mốt á là con sẽ tặng cho bác những cái tấm tôn ha. Thì con sẽ làm cho bác 1 cái ngôi nhà tiền chế nhỏ nhỏ nha. Sắp tháng mưa rồi cả nhà. Rồi con sẽ nhờ người bạn đồng hành của con bắt cái đèn này lên cây điều. À, bắt cái hướng kia để cho cái ánh đèn nó chiếu vô cái chỗ bác nằm ha. Để cho bác có là bắt treo mùng rồi bắt nó lấy đồ. Cái lên năng lượng mặt trời Dạ. tự động hay là cái sạc pin nào? Dạ tự động. Tự động Dạ. phải có điện ấy chứ nó có điện à? Dạ có điện trong đây, mình lấy bằng ánh nắng mặt trời. Có 1 cái tấm pin tích tụ cái ánh nắng mặt trời vào cái tấm pin đó. Thì 1 chút xíu nữa con sẽ lấy ra và hỗ trợ cho bác lên nha. Bác có thích không? Ta chơi ở bằng túi không biết đường đi ra đi vô Bác có vui mừng không? rất cảm ơn nè Ngày mai con mua thịt heo tới tặng cho bác nha, ăn một bữa ngon nha. tiền không có Bác thèm thịt heo không? ăn được chứ mà lại không có tiền mua.
Đi chân lang thang tìm hiểu rồi bác nói là bác không có nhậu rượu nha cả nhà. Bác khổ là không, nếu mà có muốn uống rượu cũng không có tiền uống. Ừ, đúng rồi. Bác không có uống rượu nha cả nhà, nên là đưa chân lang thang giúp đỡ. Còn mà bác mà uống rượu là đưa chân lang thang phải tìm hiểu lại. Mình tìm hiểu thật kỹ mình mới giúp nha cả nhà nha. Thật sự là cái hoàn cảnh của bác rất là đáng thương nha cả nhà. Những cái món quà này là không phải là của con. Mùng mền chiếu gối đây là của Mạnh Thường Quân, có tên là Sư Cô. Còn đèn năng lượng này là của Mạnh Thường Quân luôn, có tên là Cô Tư ở Bình Dương. Bình Dương luôn. Dạ. Sao qua tới đây luôn. Dạ, cô Tư Bình Dương là gửi gắm cho con. Dạ. Để con tìm đến những cái hoàn cảnh kém may mắn, những cái hoàn cảnh khó khăn. Điển hình như cái hoàn cảnh của bác hiện tại bây giờ. Nên là con thấy cái hoàn cảnh của các bác là rất là thương, nên là con tặng cho bác. Thì con sẽ tặng cho bác thêm vài trăm ngàn nha. Để cho bác là có mua gì thì bác thèm gì thì bác mua nha bác nha. Còn ngày mai con sẽ quay trở lại. Mua thịt, mua cá ăn thôi. Có gạo rồi nè, có đường đắp rồi nè. Chắc có lẽ là mua tặng thêm cho bác những cái thùng múc nước này cả nhà. Bác múc nước suối thì ở bên phía bên này là có một cái con suối. Có cái chai rồi. Với lại mua cho bác một cái lò. Với lại vài cái son cả nhà, với lại vài cái chén. Nói rất là thương luôn cả nhà ơi. Bác là bác có hai cái quần thôi hả bác? Dạ. Áo bác có mấy cái? Ừ. Áo á, bác có mấy cái áo? Cái áo gì? Áo mặt nè. Ờ, có mấy cái? Áo này lùm nhờ bà con cho. Mua tặng cho bác thêm quần áo cả nhà. Bác có nón đội chưa? Nón là mình nón. Nón đây nè, bỏ trong kia nè. Dạ. Ờ, ngon khổ quá khổ cả nhà. Thật sự là hoàn cảnh của bác cứ từ trước tới giờ luôn á cả nhà, mới thấy hoàn cảnh của bác khổ như vậy nè. Đây con tặng, gửi tặng cho bác ít tiền nha bác nha. Rồi rồi rồi, chiều nay bác thèm cái gì thì bác mua nha. Mua thịt, mua cá ăn thôi. Rồi cái tiếng đường đi xuống chợ sang bác. Đi qua làng này nè, thiếu gì vắng. Dạ. Bác mua là nhớ bắt đi, nhớ đi cẩn thận nha. Dạ, đi đường này nè. Đi chơi lên thang xin phép á là tạm ứng trước quỹ của cô chú anh chị Mạnh Thường Quân gửi tặng cho bác 300 ngàn trước cả nhà. Tại vì bác nó lớn tuổi rồi, đi chơi lên thang ngày mai á, đưa đi lên thang sẽ đi mua ton và mua cây. Tới đây phải nhờ người cất cho bác lên một cái ngôi nhà tiền chế nhỏ nhỏ. Mình cất tạm thôi, rồi lúc đó đưa chú Lê Thang sẽ công bố quỹ và đặt tên cô chú anh chị Mạnh Thường Quân nha cả nhà. Thì cô chú anh chị Mạnh Thường Quân thông cảm nha. Dạ. Tại vì không có dám đưa tiền cho bác nhiều cả nhà. Đưa tiền cho bác là bác ở đây có một mình mà hôn vô như thế này nữa thì rất là sợ. Đi mua thịt một cá ăn được. Nhiều khi là kẻ gian họ xem được cái hoàn cảnh của bác á, là họ tìm tới đây đó. Nên là đưa chú Lê Thang đưa cho bác là 300 ngàn thôi. Ờ, chiều chiều mình cũng đem qua nhà làng gửi cho để đem nó ăn tụm mất. À, ví dụ như cái nào thì bác gửi thì gửi, còn cái nào bác đợi lại bác đắp là đắp nha. À, đắp thì đắp, à. Bỏ trong cái giỏng này nè. Nhiều khi cá đồ đó, à. Bác đi nhặt phân bò đó, là đợi đây là những cái đồ đạc là à, họ lấy. Trộm đó, mấy thằng đi trong bò đó. Dạ, rồi rồi con sẽ làm nhà cho bác rồi, con sẽ khóa, làm cái móc khóa lại. Dạ. Nha, rồi bác khi mà đi nhặt phân bò thì bác cầm cái chìa khóa theo. Dạ. Thương quá cả nhà ơi. Bác biết tờ 100 ngàn không? Dạ biết. Bác đi nhặt phân bò có khi nào được bán được tờ này chưa? 100. Không có không phân bò nhiều thì được 100. 3-4 bao đó. 3-4 bao là được 100 ngàn. Dạ. Rồi nhặt mấy ngày mới được 3-4 bao? Là mình là đi mua thịt mua cá ăn. Dạ. 2-3 ngày mới ăn hết. Dạ. 2-3 ngày mới nhặt. Mua một lần là 10 ngàn hay là 15, 20 ngàn gì đó. Tùy theo mắc và rẻ gì đó. Dạ. Đây con tặng cho bác 300 nha. Rồi bắt lại con luôn hả? Dạ cảm ơn. Ôi trời ơi, cả nhà mình thấy đối với bác 300 ngàn là cả một tài sản đó cả nhà ơi. Bác khóc luôn rồi cả nhà. Rồi thấy bác khóc rồi, chân theo muốn khóc theo luôn cả nhà ơi. Thấy thương chưa? Mừng quá trời mừng rồi. Mừng lắm. Kim cất bò một ngày đã có cái này. Một năm một tháng mới có được 300. Khổ.
hoàn cảnh này không giúp, mà giúp hoàn cảnh nào nữa đây nha. Bác cố lên nha bác nha, cố gắng nha. Ừ. Thì cái số phận của mình đang vậy rồi, mình đừng có buồn nhiều ha, ảnh hưởng tới cái sức khỏe ha. Bây giờ là bác cứ cố gắng ha, con giúp đỡ cho bác, hỗ trợ cho bác được cái gì thì con sẽ cố gắng ha bác ha. Cái nhà xem video, cái nhà cảm nhận cảm nghĩ như thế nào về hoàn cảnh của bác? Thôi đừng có khóc nữa bác. Cả nhà mình, cả nhà có cảm nhận cảm nghĩ như thế nào về hoàn cảnh của bác thì có thể là bình luận góp ý để được Lê Thang học hỏi nha cả nhà. Hoàn cảnh của bác phải nói rất là thương luôn cả nhà. Đấy cả nhà mình xem là bác gói gạo trong một cái áo, xong gói vào hai cái bao nữa. Bác xem cái bịch gạo đó là một cái tài sản của bác luôn cả nhà. Vậy thôi con về nha bác nha, con chào bác nha. Dạ. Con sẽ cố gắng giúp đỡ cho cái hoàn cảnh của bác ha. Dạ. Bác yên tâm nha. Cảm ơn, xin cảm ơn. Thương quá cả nhà. Chắc có lẽ là được chương trình xin khép lại video để cho bác nghỉ ngơi cả nhà. Chiều nay bác nhớ nấu cơm mới ăn nha bác nha, có gạo rồi. Dạ. Có cá khô á, bác sẽ nấu cơm mới được ăn cơm thiêu nữa nha bác nha. Dạ, chiều nay đem đồ này gửi ngoài kia chứ để đây sớm thanh niên nó vui phá. Dạ. Bác sợ cả nhà. Rồi được chương trình thang nói là bắt đèn năng lượng cho bác, mà bác kêu là sợ thanh niên vui phá đồ nè. Vào lấy cả nhà. Nhưng mà ngày mai được chương trình thang sẽ cố gắng giúp đỡ cho bác khắc lên cái ngôi nhà, tiền chế nhỏ nhỏ rồi bắt đèn năng lượng cho bác sau cũng được. Thôi con về nha bác nha. Dạ. Bác vui không? À, vui, rất vui và cảm ơn nữa. Cảm ơn mấy chú nữa. Dạ. Cảm ơn ba chú nha. Trời ơi, thấy thương chứ. Chào ba chú biết mình ngồi đây. Thôi con chào tạm biệt bác nha. Dạ. Bye bye bác. Cảm ơn. Cả nhà, Đức Chương Linh Thang xin phép là khép lại video. Đức Chương Linh Thang tạm ứng trước của cô chú anh chị Mạnh Thường Quân là 3 kg cá khô với lại 20 kg gạo và 300.000. Chương Linh Thang sẽ tìm cách giúp đỡ cho bác và công bố tên Mạnh Thường Quân và công bố số tiền. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Bye bye cả nhà mình, hẹn cả nhà mình những tập video mới. Bye bye.